Rồi, hello em Di Cá, chào tất cả anh em ha. Và sau mấy ngày nghỉ thì em đã trở lại và coi như là lên cho anh em một ít hàng, coi như anh cho anh em xem và tham khảo ủng hộ em ha. Đấy, thì ngày hôm nay nó sẽ có là robot và máy pin. Đấy, và những con máy công cụ nhỏ 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 kia anh em. Đấy, thì những con máy này điện toàn bộ điện 100V nha. Đấy, thì mấy cái này thì em chưa có test luôn. Đấy, mới đem vô có sao là bán dạy luôn anh em. Đấy, thì cái này em sẽ quay sau ha. Lần đầu tiên em sẽ quay cái thùng pin này trước và đấy, rồi là sẽ nó ra tới sau. Rồi, thì cái hình thức mua bán bên em đây. Thì cái này ship 30k một đơn anh em nha. Trên 150k là bao ship điện 100V. Anh em cọc trước cho em 30% trở lên. Anh em cọc xong rồi còn bao nhiêu lại thì anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán giùm em. Khi mà em gửi hàng về nhà, anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán giùm em nha. Khi còn shipper đó có vấn đề gì cứ alo gọi lại cho em để em giải quyết ngay lúc đó luôn. Đấy, khi mà anh em thanh toán tiền mà shipper đi rồi là em không có giải quyết được, anh em thông cảm ha. Đấy, rồi thì toàn bộ là điện 100V và hàng em là em không dọn bán sát luôn em ha. Con nào chạy thì bán chạy, con nào chết thì em bán chết luôn. Đấy, 150 mẹ. Dạ, con nào chạy thì chạy. Anh em nào biết dọn máy thì lấy mấy con mà nó không chạy thì giá nó rẻ hơn. Còn anh em nào mà không biết dọn máy thì lấy những cái con chạy về xài luôn thì nó giá sẽ cao hơn anh em ha. Đấy, thì đây là số điện thoại của em. Mỗi một máy thì nó có một cái mã số và một giá tiền khác nhau. Anh em nhìn kỹ mã số xong rồi cái giá tiền anh em cứ gọi là cho em sẽ chốt cho anh em theo mã số em ghi lên trên máy nha. Đấy, chốt xong anh em cọc xong em sẽ gửi hàng về tới nhà thôi. Đấy, hàng thì ngày hôm nay thì em cũng nói luôn đó, giá nó hơi cao anh em nha. Thật sự coi như là hàng cũ nhà em thì bữa giờ em bán thì sao nó cũng dễ đó, chứ còn hàng bây giờ em lấy vô mà giá nó còn cao hơn em nhập quên, giá nó còn cao hơn là em bán lúc trước nữa anh em. biết trước là nó làm như vậy luôn anh em à. Đấy, nói chung là anh em thầy thợ thì anh em cũng biết rồi, chứ còn anh em mà mua về sử dụng thì chắc anh em không có biết được trong cái thời điểm này nó như thế nào anh em. Đấy, thì anh em được cảm thấy ưng ý được con nào thì ủng hộ em nha. Đấy, chứ còn thì em cũng nói trước là giá ngày hôm nay nó cũng hơi chát tí anh em nha. Đấy, rồi thì bây giờ em sẽ quay từng con một anh em xem và tham khảo ha. Rồi, thì con đầu tiên là một cái thùng máy pin Hitachi anh em ạ. Thì đây, mất cái tem rồi, em cũng biết là 12 hay 96, tại Hitachi này nó có một loại một chân pin nó nhét vẫn được anh em. Đó, một chân pin nó nhét vẫn được. Rồi, con này chạy nha. Rồi, điều tóc thắng đầy đủ anh em ơi. Đó, thì cái này anh em giờ vệ sinh là cái đầu của nó anh em ơi, tước ra tước vô là không có được. Đấy. Rồi, máy. Rồi, con này là bao ship và bao sóng thôi anh em ơi. Anh em về vệ sinh lại đóng pin xài anh em ơi. Rồi. Cục pin này bỏ vô nó mới sáng được anh em. Đấy, mà bỏ vô nghe nó nhấp nháy nghe là đứng luôn rồi. Nè con này mà bỏ vô nhấp nháy nghe thằng nó tắt luôn. Đấy, đó này nó bị mát điện rồi, sáng rồi nè. Sạc còn sống anh ơi. Hả, vậy thôi, chập giật nữa. Rồi, anh em nha. Mã 701 con này 250k bao ship anh em ơi. 701 250 luôn. Đi. Tiếp tục 702. Đấy, 906 luôn. Con có 14 là đi. Chạy anh em nha. Đấy, máy vẫn còn chạy, con này 9.6 luôn. Đấy. Rồi, anh em về rồi, tước ra tước vô được anh em nha. Đảo chiều máy chạy. Rồi, con này một máy một pin, một sạc. Lên điện anh em nha. Đấy. Rồi, em này
702 rồi 250 bao ship luôn em nha, 702 250 thùng này luôn đấy. Anh em giờ vệ sinh đóng bình đó. Đấy, nước đó thùng rác em. Rồi cái con này boss mà nó bị bởi cái vỏ anh em nha. Con này bị bể cái vỏ rồi, 24 V. Con này nó hình như nó ăn 2 chân hay 3 chân gì đó anh em ơi, không test được con loại này anh em, cái cây này không test được cái loại này đâu anh em ơi. Đấy, thì con này xác luôn cho anh em về dọn luôn ha. Đấy. Chân bình nó hơi bị đóng ten tí xíu nha, con boss này 24 V. Boss 24 V, hai chức năng. Đấy, 24 V. Rồi. Con này 600 anh em ơi. Đấy. Mã 703. Rồi 600k anh em ơi. Đó, 703 600k dành cho em nó luôn. Cái thùng này nó bị cắn này nó bể anh em nha. Đấy, 703 600. Tiếp tục là một con Nati hàng EZT 108 anh em. EZT 108 nha. Đấy. Đảo chiều. Giờ vệ sinh lại anh em nha. Không có điều tóc đâu anh em nha. Đó, nó chỉ có cách trượt thôi. EZT 108 Malinja băng 12 V anh em ạ. Đó. Rồi, một máy, một pin và một sạc. Sạc này sạc 110 anh em nha, đứt dây rồi nè, không có dây test đâu anh em ơi, 110. Đấy, máy thì móc thì ok luôn. Đây con này. Mọi hình nó ok nghiêm chỉnh anh em nha, máy móc ok nè. EZT 108. Rồi thùng này 470k 704 470 anh em nha, 704 470 đấy, cũng là 470 thôi. Rồi tiếp tục 4705. Con này thì Hitachi. Hitachi cái này dương này anh. Đèn. Nhá điện nó chạy không nổi anh em ơi. Cái bình này của em nó thiết kế độ có 6 V thôi, con này 14 V nè. Mà nó bị gì á? À, nó bị lỗi anh em à, chứ không phải là chạy không nổi đâu, bị lỗi á. Đấy, nhấp nháy á. Lỗi. Con này bị lỗi kỹ thuật anh em nha. Đấy. Đảo chiều thì được nè, nhưng mà lỗi kỹ thuật. Nó chỉ chạy tí xíu thôi anh em à. Hả? Bớt nhẹ thì nó chạy. Đấy. Lỗi cò sao á. Bớt nhẹ thì chạy anh em nha. Đấy. Bớt mạnh vô cái là hết chạy à. Đấy, ok anh em, như đó thôi anh em. Máy thì nó vẫn còn sống á. Đấy. Nói chung là sống không ra sống mà chết không ra chết anh em. Đó, nó là như vậy. Đấy thì đây, một bình 6A nhưng mà không phải là bình hãng đâu anh em. Rồi con này để cho anh em, con này anh em về tự dọn lại ha. Đó, một máy, một hộp, một pin. Rồi 507 luôn em ơi. À. Mã 709. Ừ. 705. Rồi ok, 705 570k anh em ơi. Rồi không có tay anh em, thùng nó không có tay đâu nha. Rồi 706. Đây cái con máy cỏ thôi nè. Thấy được con cái bộ này nè. Nó nằm rời ngoài nè. Bộ này không phải là hình như là không phải bộ của nó đâu. Nhưng mà bộ mài khuôn anh em, bộ này hơi bị ok nha, chứ còn mấy cái đồ phụ tùng này cũng chỉ là hàng của Trung Quốc thôi anh em. Đấy. Này là vít lục giác. Đấy. 4 cây. Đấy, 4 cây nó như thế này. Em không biết là nó hàng gì nữa nè. Đấy, robin này, đó. Một cây. Chứ còn mấy cái thùng này thì không phải hàng xịn sò gì đâu anh em. Đó.
con này 12V, hàng cỏ luôn, hàng này hàng cỏ luôn nè, bị dính nước nè, trời mưa. Rồi chạy ok luôn đấy, dính nước trời mưa chạy ok, cũng đẹp luôn em ơi, nó vương bộ như thế này. Rồi con này thì mũi khoan đồ cũng có, nó rớt ra hoài nè em đấy, còn nhiều xài nhiều thôi em, hay không, hay mình trước không đấy, đừng 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 đây nè, còn nguyên vàng mũi vít nè em. Rồi em này 300 anh em nha, đó, con này 706 300 đấy, 706 300. Ok đi nha. Rồi 707 màn máy 2 pin tút. Đầu cổ này đầu khoan anh em, màn máy khoan nha. Vệ sinh lại nè em ơi. Này nó cao su hơi tét tét anh em miếng nữa. Chừng tốn tiền hơi nhiều. Vào xong gãy chân ten luôn anh em, đóng ten hơi nhiều quá. Nó gãy luôn chân ten luôn. Vẫn test được anh em à. Nẹt lửa than nha, con này bị nẹt lửa than nha. Đó, kẹt. Con này nó bị nẹt lửa than, nó kẹt ở đây, rất là dơ. Đó, rồi con này xác cho anh em về. Nó bị gãy cái chân ten chân pin luôn rồi anh em à. Test bằng cây được chứ pin test bằng pin test không được. Rồi, con này Made in China. Hàng Nati EZTER 113. Đấy. Tới 1.3 anh em nha. Rồi 707 280 anh em nha, 280k 707 208 luôn. Đấy, rồi ok đi luôn em. Có cái cục sạc nhỏ mini đây nè, đây sạc adapter nhỏ mini, hình thức còn mới ha, bị dính nước sơ sơ nè, đấy. Biết nó có vô bình hay không, test cho anh em coi, đấy, sạc luôn nè, về từ test anh em ơi, đó, gắm lâu lâu nó mới chạy được, như thế này thì không giọt được. Rồi một con máy với lại một bộ mũi khoan nhỏ nhỏ mini nằm ở đây đấy. Từ 3 cho đến quên từ 2 cho đến 5 phân 2 đến 5 Mato Kubo, hai hàng rin của nó luôn nè, đấy để tiếp nữa. Rồi con này 200k anh em nha, đấy. 708 200 đấy. 708 200k. Rồi tiếp tục của con Hitachi này. Lâu quá anh em bình quên rút điện, gắm điện mít rồi nè. Hơi dơ anh em nha. Đó. Con này hơi dơ. Đảo chiều thì nó bị gãy mất tiêu rồi. Đây nè, đảo chiều bị gãy mất tiêu rồi nha. Đấy. Thì con này nó là 9V6. Cục pin 9V6, cục pin 12V. Đấy. Máy thì vẫn chạy, đảo chiều nó bị gãy ngay đây, đảo chiều không được. Đấy. Này thì ok, đầu ok nha. Rồi cái này 709. Đó, rồi 200k luôn em, giờ dọn lại luôn ha, xác luôn 200k. Đó, 709 200. Rồi tiếp tục con này 710.
đảo chiều không được anh em nha, con này không chạy luôn đó, đảo chiều không được, không chạy luôn. Rồi nó hơi xét xét ngay đây. Đấy. Con này 24V, con này cứng rồi, đảo chiều không được này. Đấy. Rồi, đảo được rồi nè. Và bóp đảo được thì bóp cò nó lại không được. Đấy. Rồi con này xác cho anh em đầu quay được anh em ơi. Đó. Đầu quay, quay được. Cò bóp không được. Rồi ok, không chạy. Rồi, một em. Con này 330k anh em nha. 710. 330k luôn. Đó, 710 330. Xác luôn em, không chạy nha. 710 330. Rồi ok. Rồi tiếp tục con này 14V. Không chạy luôn em ơi. Đó. 4V. Hình thức còn ok ha. Đấy. Rồi con này. Hình thức còn ok, 280 anh em nha, xác luôn. 711 không chạy. Rồi 280 luôn. Không được. Đẩy. Giá hơi chân luôn. Dạ. Ờ, đây đến test con này nhanh. Rồi hết pin, máy thùng pin rồi nè, giờ qua mấy cái đồ nhỏ nhỏ linh tinh, đồ điện anh em ơi. Rồi thì em có mấy cái cây tô vít này nè anh em. Đây 2 4 6 8 10 10 cây này anh em ơi, 10 cây này. Đấy, con cây này thì hàng Milwaukee, nó là một cái cây mở đầu lục giác nha. Đấy, một cái đầu mở lục giác, lục giác máy cái thước kẹp rồi em. Cứ kẹp qua đầu à. Này em đo nó có một phần gì đây nè. Đo nó một phần. Một cây lục giác. Này đầu 3, đầu 3 xẹt 8 nha anh em, em đo như cái này. Đầu 10 này mà, đây nè, đúng không? Này 10 ly nè, đấy. 10 ly. Còn cái này 12. Đấy, Milwaukee anh em nha, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi cái cây này bể được luôn em ơi, cây này nó bể không cong được luôn nè, cái này 7, đầu 7 thôi đó. Cái này 7, ốc 7 này, vít dẹp, vít dẹp ba kê anh em nha, con này vít ba kê, con này vít dẹp cũng mới tinh nè. 2 4 6 8 10, 10 cây 2 sĩ anh em nha. Đó, hàng chuẩn không anh em ơi. Đó, 712. 200k. 712, đấy. 201. Nguyên một lô này anh em ơi, vít dẹp lại vít ba kê, lại mấy cái đầu tiếp dặn. Lại hai cái gì? Mở lục giác anh em ơi, này mở lục giác. Rồi 2 4 6 2 4 6 8 10. Rồi 712 200 luôn. Rồi 713 lô này thì một cái dẹp, hai dẹp, ba con dẹp, bốn con dẹp anh em nha. Đây bốn con vít dẹp này, nó không có hít đâu, không không có 500 đâu, thấy nó không hít đó. 2 4 4 cây dẹp, ba cây lục giác bông, ba cây lục giác bông anh em. 3 cây với lại 3 cây Milwaukee chắc 10, 12, 14 gì anh em, 2 cây 10, cây 14 anh em. Hôm nay 14 anh em nha. Đó, 14. Rồi 2 cây này cây 10, cây 10 6, 7 7 anh em, 6, 7 gì 1/4 gì đây. Rồi 10 cây này 170 anh em nha, 10 cây 713 170 173 170k anh em nha, 713 170k. Rồi tiếp tục 714 là một con Hilti TE22 anh em ơi. Đó, Hilti TE22
Có điều tóc anh em nha. Cái đó đỡ bàn tôi chậm em mẹ ơi. Con này cầm ký đi. Mấy ký á? 5 xị. Rồi thì cái con này chạy thì ok nha, UTT22, con này nó không có mũi đâu nè, có hai tay nắm vậy thôi đó, nó không có mũi nè em ơi. Hình thức còn ok thì con này không bú, con này chạy ngon lành luôn em nha, không cần làm gì luôn, giờ vệ sinh là buốt thôi. Đấy. Dây điện thì cũng có ok đầy đủ. Rồi con này mã 34 400k anh em nha, 34 400, đấy 34 không, 74 chứ, 400k 74 400. Rồi con này 715 thì con này nó không có dây điện nè, đấy có mấy mũi vít mà lại mũi khôn thôi, không xét thôi bỏ đi. Con này này có búa anh em nha, đó dặn cái này nè là hết. Coi cánh quạt thử. Rồi cánh quạt ok luôn. Đấy rồi ok, con này quay ok nha. Đó. Rồi một cái sắt, một thùng máy Makita không có đảo chiều, dưới đây có búa em đầu kẹp 10 ly. Con này tầm khoảng 350W nha. Đấy. Rồi cái thùng này 715 sắt 180k anh em nha, 715 180 luôn, cái này chưa có bình tết nè, này không có bình tết đây nè, chân bình này nó hơi xấu này. Đây, có bình này test vô thử nó được không nào, này chân bình này đóng tiền hết rồi. Nóng tiền hết rồi, nó không có sáng đâu anh em ơi. Đó, nó không ăn pin được á. Hàng của Tajima nè, đấy. Có đầu mốt luôn. Đầu mốt bằng bình lớn nha. Này nó có hai công tắc nè, đấy. Trong thùng này không có gì hết, đấy. Rồi, con này Tajima không hình như là đỏ sao á, màu đỏ nha. Rồi, có bình này. Sát luôn em ơi. Trời, anh em coi chân bình nó nè. Giờ vệ sinh lại hết, làm lại hết nó mới hên xui được anh em ơi. Đây nè. Sát rẹt nè. Sát rẹt luôn rồi. Thắt bình nó không biết. Rồi, em này 400k luôn em nha, 76 400 luôn, 76 400k nè. Rồi cái này thì cái sạc bình gắm vô test trước rồi nó chịu sâu nha thôi. Đang chạy nha, con này đang chạy.
Đó, có lửa anh em ơi, đó có lửa nè. Đấy. Có lửa. Mất một kẹp rồi nè, có lửa. À, 12V như đây. Đây anh em coi màn hình nữa tên giùm em ha. Đấy. Máy sạc bình này em cũng chưa có em hiểu anh em. Đấy. Con này to nặng lắm anh em nha. Rồi. Battery changer cái này nó hơi bị hở hở cái nắp này, anh em giờ dán lại cái là xong ha. Công tắc thì bật ok nè. 12V. Rồi. Mã 717. 450 anh em nha, 717 450k. Rồi ok đi luôn em. Đấy. Rồi, tiếp tục. Hơi vô một tí thôi nè em ơi, chạy ok nha con này. Rồi 150 luôn em nha, 718 150 luôn. 718 con này 370W đấy. Ok. 718 150k. Rồi có lửa xíu anh em. Có đảo chiều nha con này. Rồi anh em giờ dọn sơ qua lại một cái giùm em nha. Rồi 719 có đảo chiều. Rồi con này 170k anh em ơi, 719 170 luôn. Rồi 720 con này đầu kẹp 13 ly nè. Có điều tốt anh em ơi. Có điều tắt đầu kẹp 13 ly. Con này ribi. Không thấy chức năng gì hết, chỉ có điều tóc thôi anh em ơi. Rồi con này 200 luôn. 720 200k. 720 200. Rồi 721 con này tiếp tục, con Hitachi có điều tóc luôn. Bố cao su. Mới chạy cái xong tắt nứng luôn anh em ơi. Đó. Rồi ok. Rồi anh em giờ tháo thang ra dọn lại anh em ơi. 1140W điện 100V. Đây đầu kẹp 13 ly radio bình thường. Đấy, tay nắm có đầy đủ chất lượng luôn. Còn cái này thì nó có số 1, số 2 ngay đây. Đấy. Rồi con này sát cho anh em 200k luôn anh em nha. Con này rất to rất dài, 721 200. 721 200k dành cho em nó luôn. Đó. Rồi tiếp tục con này 722. Cái dây kỳ mấy đứa. Có điện anh em ơi. Mà không chạy anh em. Này không chạy nha. Rồi ok xác luôn. Đấy. 200k con này anh em nha. Đấy. Makita. Hình thức còn đẹp. Đấy, gắm vô cái là bao điếc luôn. Này nó hơi cứng. Này nó bị cứng anh em nha. Đấy. Hình thức thì còn ok. Dây điện dài 200k bao ship nha. 722 200. 722 200k.
con Ryobi. Đảo chiều ok anh em ơi. Đầu cổ ra vô bình thường luôn. Rồi, con này 500W. Con này giờ vệ sinh qua khá là lụm luôn anh em ơi. Rồi con này 250k anh em. 723 250 luôn. 723, con này 250 giờ vệ sinh ngon phát là mình dứt thôi. Con này có lưỡi nè. Gãy luôn cái không bị gãy cái đới rồi nè, đới nhôm nha, để em test thử chạy không, không chạy đặt luôn. Con này chạy ok anh em ơi. Rồi gãy cái đến nhôm, máy chạy nhưng mà hơi có lửa nha, chứ không phải là không không có lửa, không có lưỡi nè, không có lưỡi, có lửa. Rồi dây điện thì có bóng băng keo ngay đây, gãy cái đến nhôm ngay đây, gãy cái đến nhôm ngay đây nha. Đấy. Rồi con này sát 180k luôn, nó cũng vậy mày ơi. Chịu hai rồi, 724 180k. Đấy. Rồi tiếp tục anh em ơi, thì con này tét miếng ngay đây à. Mới chạy một cái. Rồi, nó chạy thì nó cũng giật giật anh em ơi, nó bị lỏng hàng á, nhưng lại bị tét tét ngay đây. Đấy, rồi con này hàng của Đài Loan Trung Quốc anh em ơi. 70. Đấy. 725 70k. 70k dành cho em nó luôn. 725 70. Rồi, 726. Rồi, 150 anh em à, chạy ok ngon lành cành đào luôn. Con này còn rất là mới nha, Ryobi. Đấy, 150k, 726, 150 luôn. Đó, 726, 150k. Con này có điều tóc luôn nè nha. Con này có điều tóc luôn nè, 150 luôn em nha. Đấy, có điều tóc, không có đỡ lưỡi. Đấy, 727 150. 727 150k nha. Rồi 728. Con này có đảo chiều anh em nha, đảo chiều trên tay, dây điện thì rất là dài luôn, đầu kẹp 13 ly. Con này chạy ok luôn. Dây điện rất là dài, đầu kẹp 13 ly, ra vô được một tí xíu thì anh em về vệ sinh lại luôn ha. Đó, rồi con này vệ sinh là cái đầu thôi nè, còn máy thì có đảo chiều trên tay nha, đại ra vô đây. Đó, chạy thì ok luôn, 230k. Mà 728 203. 728 203. Đấy. 729 là một con phong búa của Hitachi. Con này không búa thì nó sẽ không có đảo chiều, không có điều tóc anh em nha. Đầu kẹp 13 ly. Đầu này nó hơi xấu nha, con này đầu hơi xấu. Con này có 570W, đầu kẹp 13. Đấy, cái đầu nó hơi xấu ngay khúc này nè. Rồi, 230k luôn anh em ơi, 729 203 luôn. 729 203. Rồi 730. Trên Google.
Con này lưỡi thì vít tô lơi luôn em ơi. Đó. Máy thì còn ok nha. Con này rất là sạch sẽ, đẹp. Rồi con này là con Ribi lưỡi 84. Được con cái là đẹp anh em. Đấy. Máy ok hết. Đấy. Mẹ ơi. Cái đống giấy đó hồi cái không phải, cái cô kia hồi sáng dặn rồi. Rồi ok luôn anh em ơi, lưỡi rất đẹp nha. Rồi con này 280k bao ship cho anh em về xài anh em ơi. 730 280 nha. Đấy. 730 280k. Rồi, 731 là một con vít của Đài Loan. Này thì nó bao kêu luôn. Bị kẹt. Kẹt cái gì này này nè. Đó, bị kẹt cái gì này nha. À, gò góp thì còn rất là đẹp. Đó, bị kẹt hàng Hometo. Bị kẹt cái gì ạ? Đó. Hometo. Rồi, con này để cho anh em 130k nha, 130. Đấy. 731 130 sát anh em về tự dọn giúp em ha. À, con này thì không một chiều. Rồi 73. Con này giờ vừa xin lại anh em ơi, 70 anh em nha, 732 70k. 732 70 đấy. Rồi 733. Bơm xúc hết lửa vậy. Con này có điều tóc anh em nha, con này có điều tóc này đó. Rồi anh em về dọn lại sơ qua tránh một cái nha. Rồi con này 100 luôn em nha, 733 100k. 733 100. Rồi ok luôn. Tiếp tục là một con cưa lặn 734. Con này có đỡ lưỡi em nha. Đây. 150k bao ship em nha. 150. Rồi 734 150k luôn. Đấy. Rồi 735 con bào Makita. Rồi. Con này điếc anh em ơi. Bóp phát bụi nó bay nghi ngút. Anh em chưa tép qua luôn anh em, nếu mà tép qua là không bao giờ bụi nó bay ra kiểu đó. À, hết rồi. Rồi con này nó còn có một chút xíu xíu lửa thôi nè. Đó, dọn có được không dọn không sao, tại hồi nãy nó kẹt thang em lấy búa dọn cho nó mấy phát là nó chạy thôi à. Đấy, hàng nhà em thì nó sợ cái búa em lắm. Đó. Lưỡi thì ok nha, đấy, nắp còn đầy đủ, lên xuống tăng, thì cái này nó hơi bị treo cao su một tí xíu. Sao mà? Rồi Makita lưỡi 82, con này 480W, đấy. Hàng mới về cho nên là nhà em hơi nhộn nhịp tí nữa, 735. Rồi con này 330k anh em nha. Đó. 330, hình thức còn ok, rất là ok luôn. Rồi 736. Ok luôn em ơi, này cô góp này nhìn rất là sáng luôn. Con này 190W. Về phát là xài luôn em. Rung rất mạnh anh em. Đấy, này rung rất mạnh. Rồi con này giờ vừa xin sơ qua nó cho nó ngon lành cành đào đi anh em, 150k là bao ship rồi anh em ha. 736 cho.
Rồi con này 737. Đảo chiều hưa nè, chạy có một chiều thôi. Con này nó chạy một chiều thôi nha, đảo chiều hưa. Rồi con này 70 737, 70k đi anh em ơi, 70k dành cho em nó nha, 737 70. Rồi 738. Đấy chục chị. Điếc luôn anh em ơi. Con này điếc 50 đi, à chạy nè. Rồi 50 đi anh em ơi, nó kẹt hàng đây nè. Rồi con này 50. 738 50 đi. Rồi ok. Rồi 739 thì cái con này nó có miếng vải này xấu quá xé luôn em, cắt rồi. Dây điện thì nó hơi xấu nha, dây điện con này hơi xấu. Mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi em? 10 giờ 45. Lấy 10 thứ vài con này em ơi, lấy con bu lông rồi kìa. Rồi con này 130k anh em nha, máy thổi 130, 739 130, 739 130k dành cho em nó luôn đấy. Điện 100V thì con này nó hình thức nó có giờ làm lại con điện vệ sinh là ok anh em nha. Con này con gì đây? Con này nó xài bằng ô tô đánh bát gì đây anh em ơi, đấy xài điện ô tô nha. Con này 12V nè, đấy đời sơn 12V. Bóp này. Này bóp không được anh em ơi. Nó không ăn đó đó. Này đóng tiền anh em, nó đóng tiền nhiều quá, không test được. Đấy, chạy anh em. Rồi con này đánh bát ô tô gì đây, 12V. Rồi con này 200 luôn em ơi. Đấy. 200k 740 200. Rồi 741. Đầu 1/2. Còn cái chốt này nữa em ơi. Đầu hơi rung rinh tí xíu xíu thôi nha. Bắt đi xét bằng hơi không? Dạ không. Hơi có lửa xíu nè em ơi. Dọn cũng được, không dọn không sao nè em ơi. Rồi con này 380k. Đấy, đầu 1/2. 741 380. 741 380k nha. Đấy. Rồi tiếp tục làm con máy cắt gỗ 742. Đấy, vậy nó 42 con rồi chị. Rồi nó điếc luôn rồi nè em ơi. Rồi con này lưỡi 190, đấy, giá 180k bao ship cho nè em ơi. Đấy. 742 180. 742 180k anh em nha. Đấy. Ok đi luôn nha. Nó lưỡi 190 gắm điện vô không chạy, sát luôn Hitachi. Con này tiếp tục. Rồi con này 750. Gì vậy? Ờ quên phải. 743 nhé. Rồi con này dây điện xấu nè nha, con này dây điện xấu nhưng mà nó là lưỡi 160, máy nhôm rất là nặng, đới kẹp inox luôn, lưỡi hợp kim. Rồi con này 200k anh em nha, 743 200. 200k, đó, lưỡi 160, 743 200k. Rồi 744, con này không có dây điện anh em à. Dây điện nè, đấy. Mai khung Mitachi. Rồi con này xác cho anh em 208 luôn anh em nha. Đấy.
744-208 anh em về tự test cho em ha. Nó không có cái đầu dây đâu, nó không có đầu cắm đâu. Đấy. Rồi 280k 744-208. Đầu này 10 ly nè, quay được này, nhẹ nhàng. Hình thức còn ok, đẹp. 380W rồi. Đường tôi xuất mỗi thứ một con, mỗi thứ một con thôi. Còn test mấy cái hàng lớn này của Boss này. Rồi, em này có chỉ có cọng dây điện 6 thôi. Còn nhiêu là vệ sinh là phát là ok ha. Test test cái này miếng này anh em. Đó. Rồi con này 250k là bao ship cho anh em ha. 745 250 luôn. 250. Đặt đi con tiếng đặt. Còn thương còn thật chịu qua chứ. Trăm hai anh em ơi, 746 trăm hai. Bảy bốn sáu 120k dành cho em nó luôn. Đó, anh có bút xôi đây, tỉa rào anh em nha. Anh còn nó bán dây chài đây này. Có mấy mét cắt cầm tay không, nãy nó quay cậu nào cho ta? Mài tay hả? Hitachi chạy ok luôn em. Đó, đi con này. 150 anh em nha, con này 150 mã 747-150k. Đấy. 747-150k Hitachi. Đó. Chạy ok thôi, chỉ thiếu một cái nách chén thôi. Đấy. 747 150 con này. 590W dây điện ok luôn rồi đi. Rồi 748 con này thì nó là đầu kẹp 13 ly anh em nha. Giờ vệ sinh là cái đầu giùm em ha. Hình thức này nó còn ok nè. Điện 100V. Rồi ok luôn. Rồi con này đỡ cho anh em đầu kẹp 13 ly. Hình thức còn sáng đẹp nha, 400. Đấy. 748 400k luôn. 748 400. Rồi đây mà. Này. 749. Để quay mấy cái ba lan mấy cái hàng lớn này robot rồi đi. Gãy công tắc nào. Máy còn đẹp. Gãy công tắc rồi, chạy ok luôn. Nhắn được. Có 125. Đó. Rồi con này 150 anh em ơi. 750-749-150. 150k đi anh em ơi, 749-150. Rồi, để em xuống quay cái hàng lớn rồi, hài lại mấy con robot anh em ơi. Tại chởi rồi đó. Rồi thì bây giờ em sẽ quay cái hàng mặt hàng lớn này anh em ơi. Thì đây là một cái con ba lan hoạt động ok, anh em chỉ cần dời vệ sinh lại là được anh em nha. Đấy. Ủa nãy giờ chưa sạc hai con kia luôn em. Đợi đó anh quay thằng sạc chứ. Nào kéo kéo quay hết con này đi. Đó, radio nè anh em nha. Đấy. Vẫn radio bình thường. Đấy. Cầm hai cộng lên tại mình đang để nằm á, đó, mới kéo được. Đấy, radio xích còn rất là to nha. Đấy. Xích rất là to, radio bình thường. Rồi, con này thì nó là con đấy, 1 tấn. 1 tấn anh em, đây số 1. Nó là 1 tấn. Ừ. Rồi cộng xích thì cũng rất là dài, nói chung là xích to bự luôn. Đó. Ok hết luôn. Giờ chỉ cần vệ sinh làm phát là mình dứt thôi anh em, xích còn rất là khỏe nha. Đấy, không có bị cái gì hết. Xích kéo nó cũng vậy luôn. Đấy. Rồi thì con này anh em chỉ cần giờ vệ sinh là được, dán phiếu lên em, rồi cái viết lên luôn. Rồi 750. 1.500k anh em nha. Đó, 1.500k bao ship cho anh em về tới nhà nha. 750 1.500.000 luôn.
Rồi tiếp tục con này là một cái con gì đây nè, nó bị nó đột cái gì đây nè, đó. Nó đột cái gì đây nè. Lên xuống được không? Để xuống đây. Để xuống không được anh em ơi. Đó. Mà nó đột nó ghim cái gì á. Nên nó có cái đồ gắn lưỡi à. Nặng 7 kg, 7 kg đúng không? 7 kg. Đấy. Rồi cái cục này anh em có sử dụng thì ủng hộ em ha. 7 hình như nó bị mất cái này nè. Rồi 400k cục này luôn em nha. Đấy, 400 luôn. Mã 751. 400k. Đấy, 400k bao ship anh em nha. Đó, 751 400. Rồi tiếp tục cái này là một cái dàn chân khon anh em ơi. Hả? Nhúng lên nhúng xuống nè. Đấy. Bỏ mấy khon lên đưa xuống anh em. Đấy. Bỏ kẹp mấy con vô đấy. Đưa lên đưa xuống rồi. Rồi con này 400 luôn em nha. Lấy phiếu em. 742. 752. Đó, 400k cái cây này. 400 lấy cái thước đo em. Đó. Từ từ đi kiếm cái thước cho. Cái này thì nó là cao 55 anh em nha, cao 55. Rồi 752 400k bao ship anh em ơi. Đó. Rồi tiếp tục là một con máy rửa xe này nữa anh em nha, hiệu của Kachet. Đấy. Con này nặng 13 kg. Đấy, nó nặng 13 kg anh em, công tắc nó bị hư nè, đó, nó không có bật được á. Đó, công tắc nè. Nó không có bật được. Đấy, gắm điện vô không bật công tắc được anh em ơi. Đấy. Mà không được. Rồi con này giờ giữ đến lần kiếm cái tem này, có tem ta đấy, mất tem rồi. Con này là con ca chết anh em nha, dây nó có súng nhưng mà nó bị đứt rồi đó, nó bị đứt cái gì đây, đây nè, nó bị đứt cái cọng dây kẹp vô cái súng á. Đấy, con này nặng 13 kg anh em, ca chết đấy, rất là cao to đấy. Rồi con này thì anh em dời sát luôn. Đó, 900k anh em nha. Hả? Rồi 753 900. Đấy. Anh em về sửa lại cái công tắc nó là ok anh em nha. Con này nặng lắm, 13 kg, nó cao, to nặng. Đấy. Rồi. Rồi tiếp tục một con máy cắt cỏ nó 10 kg. Rồi tiếp tục mà là một con máy cắt cỏ. Không phải bóp cái kia. Lên bóp nhá. Bóp đây nè. Đó. Bóp đi, dỡ lên. Đây là một con máy cỏ anh em. Đấy, chạy. Rồi. Thả. Thả đừng bóp nữa. Rút điện hay rút điện. Rồi. Này thì cái nó xài bằng cái gì đây nè. Như nó mất lưỡi rồi. Đấy, nó mất lưỡi rồi. Đây cái chân của anh đây. Chân anh cho sao nó méo một bên nè. Đó. Chân nó méo một bên nè. Rồi. Chạy anh em nha. Đó, con này chạy. Ryobi. 1000 con này 400W điện 100V. Đấy. Rồi con này nó bị mất. Đây, dặn ọt vô đây. Rồi, ok. Em mất một cái khó dặn như đây không? Đó, cái con ốc dặn như đây nè. Rồi anh em giờ bắt lại luôn ha. Chạy ok, hình thức còn đẹp nha. Rồi con này 400k luôn em nha. Đó. Dán phiếu. 754. Rồi 400 luôn. Đấy. 400k. 754 400. Rồi đi luôn em. Rồi tiếp tục con này 755. 755 thì một con máy vừa thổi vừa hút mà không có túi. Đấy. Bắt thôi. Kẹt hả? Lấy cái búa đập đập trong cái nó chạy hả? Đó đó, mới dính cái. Con này nó bị kẹt thang đây nè anh em ơi. Đó, nó mới nhúc nhích cái xong nó đứng luôn.
Rồi, sát luôn em, anh em về dọn luôn. Đấy, đập chạy chạy thôi à. Thì cái này rear bi vừa hút vừa thổi anh em nha, nó có hai chức năng đây. Đó, nó vừa hút là nó vừa thổi. Đây. 1050W. Rồi, con này nó giá trị của em nó là để cho anh em là 450 nha, sát luôn. Đấy, vừa hút vừa thổi, anh em tháo ra dọn lại thang của nó lại chạy anh em ơi. Đó. Rồi, mã 755 450k. Rồi, 755 450 luôn em nha. Đó. 755 bao ship anh em ơi. Đây. Rồi thì bây giờ em sẽ quay qua hàng robot anh em ơi. Đấy. Quay qua hàng robot. Rồi tiếp tục thì em sẽ làm con robot này anh em nha. Đó. Một con iRobot đấy. Thì con robot này thì em giới thiệu luôn em. Thì em bao sóng, bao ship cho anh em thôi ha. Còn pin bọng thì anh em về nghiên cứu thử nó có cầm được, hoặc là anh em đóng pin lại. Thì em nghe nói là hỏi mấy anh em thầy thợ thì đóng pin này tầm khoảng giá là 350 là rẻ nhất chứ. Còn pin xịn nhất thì 5 sỉ đấy, là một con. Rồi anh em về tự đóng pin lại giùm em luôn ha. Đó. Pin bọng thì em không có kiểm tra anh em nha, em chỉ là về là gắm điện vô sạc test sóng là cho anh em thôi. Đấy, hết pin rồi anh em ạ. À. Em chỉ sạc đủ cho. Sạc đủ test cho anh em ơi. Đấy. Rồi thì con này cục sạc này em. Con này là con iRobot Roomba. Đầu 6 anh em ơi. Đấy, con này từ từ. Đầu 611 này anh em. Đấy, 611. Con này đầu 611. Thiếu mất cái chậu rồi anh em ơi. Con này thiếu mất cái chậu nha. Thiếu mất cái chậu bánh xe thì nó cũng đây, cái này nó bị tét tí xíu xíu nè. Đấy. Bánh xe nó bị tét tí xíu. Hút bụi thì nói chung là không vệ sinh, không làm gì đâu anh em nha. Em không làm một cái gì hết, chỉ kêu là gắm điện vô phát chạy là chạy, cũng không chạy thôi anh em ơi. Đấy. Bánh xe này, đấy, cũng hơi dơ, anh em về vệ sinh lại luôn ha. Thì con này bị mất chổi nè. Con này bị mất chổi, anh em lên Shopee mua giùm em nha, mua lần mấy bộ giờ xài. Đấy. Học rác được chà. Rồi con này nó màu đỏ đô anh em ơi, nó màu đỏ đô với lại màu xám. Rồi con này để cho anh em iRobot Roomba thiếu đô, thiếu cái chổi. Đấy. Rồi. Máy sóng anh em nha, bao sóng thôi. Con này điện 100V. Rồi con này để cho anh em triệu 2 đi, cho anh em về mua chổi lại nha. Đó, mua chổi bỏ vô. Đấy. 756 1.200k. 756 1250. 112 1.200k. Biết không? 756 1.200k bao ship anh em nha. Đó. 756 1.200 đi. Rồi 757. Tiếp tục là một con này. Đó, vô anh cũng là. Nãy giờ con này em có sạc nè. Có. Ừ. Dưới chạy rồi. Rồi tiếp tục là một con iRobot Roomba luôn em ơi, nó là đầu 6 luôn nha. Đấy. Vậy mới lên bàn để test. Tự nhiên nó chạy tới đó cái tin nhúc nhích rồi. Rồi, con này chạy ok anh em. Đấy, giờ pin bỏng anh em về tự đóng anh em nha. Đấy. Đây, con này thì bánh xe nó còn ok hơn luôn nha. Đây nè, bánh xe nó còn ok hơn con kia, đẹp hơn con kia. Đời này là 625. Đó, 625. Đấy, mất cái chổi thôi. 625. Đó. Này sạch sẽ hơn con kia nhiều anh em. Ok nha, 625 đây. Pin 19 đến 24V. Đó. 19 đến 24V. Đời 625. Con 3. Đây. Đây là túi hút bụi anh em, giờ vệ sinh lại giùm em luôn ha. Con này sạc nó đâu em? Này 100V anh em nha. Đó, con này 100V thì con này nó bị mất chổi rồi nè. Con này bị mất chổi rồi nha. Đó, mất cái chổi anh em về mua chổi giùm em luôn ha. Đó. Rồi điện 100V luôn. Con này hơi xấu xấu chạy chạy, mất chổi. Rồi con này không có chổi thì để cho anh em 1.250.000 nha. Đó. 757 1250, con này đẹp hơn con kia tí xíu xíu thôi. Đấy, về vệ sinh nó như nhau anh em, nhưng mà công vệ sinh anh em. Đó, này đỡ hơn. Rồi 757 1.250.000. Rồi tiếp tục là con Toshiba này. Đấy.
nó nói cái gì đó nè. Đợi tao một chút, chạy liền ngay. Con này là con Toshiba. Nó có hai chổi luôn em. Nó đứng nó nói một thời gian rồi nó mới chạy anh em ơi. Con này cũng to không anh em, này to không nhỏ đâu nha. Mấy con này là chỉ có quét nhà thôi, nó không có lâu đâu anh em ơi. Chạy ok anh em ha, nó cục sạc nằm dưới chạy bọp sạc lên em đi. Một con Toshiba thì con này đây cục sạc nó to đùng luôn em. Điện 100V đấy, cục sạc rất là to nha. Đời Made in Korea, này sản xuất tại Hàn Quốc đấy. Mấy con này nó không có kết nối wifi đồ đâu anh em ha. Rồi một con Toshiba luôn. Đấy. Toshiba hai chổi đầy đủ, hình thức còn đẹp anh em nha. Đó, bánh xe thì đây, hai cái bánh xe, một bánh bánh xe còn vứt mướt anh em nha. Còn đây cũng vậy. Đó. Bánh này này hơi mòn nè, bánh này là mướt nè. Toshiba con này đời 2012. Rồi ok luôn. Rồi con này 1.200.000 dành cho em nó luôn em nha. Đấy, cục sạc điện 100V sạc vô anh em nha, con này sạc nó vô. Rồi 758 1.200.000 luôn. 758 1.200.000. Rồi con này 759 con Efi nữa. Efi này này nó gấp gì vậy? Em nghe anh ơi. Dạ, đợi đến xíu em mới video xong rồi lại. Dạ. Rồi. Đó, ăn điện anh em ơi, con này nó ăn điện. Nhưng mà bớt, đó, nó chạy được một cái thôi. Nó không chạy nữa. Đấy. Nhưng mà con này thì em bán thôi con này đi. Từ tại vì em hết sạc đó anh em ơi, còn mấy còn hai ba con kia, còn hai ba con nữa nhưng mà em không có sạc. Đấy, để em sạc hết xong rồi em quán lần đợi từ em không biết nó đưa lên đi bà xuống đấy. Đấy. em sạc vô cho nó mấy con kia thử, tại nếu mà bán con này đi thì mất luôn cục sạc thì không có sạc mấy con kia được. Rồi con Toshiba này đi em, con này hơi bị mướt luôn em nha. Đấy. Con này nó chạy ngay đây tí xíu nè, nó màu trắng này nè, đó nó bị chạy ngay đây tí xíu nè, màu trắng nó khó, nói chung là khó chạy lắm đó, nó khó thấy, nhìn vô cam nó không thấy được, mà nhìn ở ngoài nó mới thấy được. Đấy, hai chổi đầy đủ anh em nha, con này hai chổi đầy đủ đời 2015, đó bánh xe thì vẫn còn. Đấy. Con này chạy anh em nha, em test rồi, con này hút bụi nằm trong đây nè, vô lắm nè, hiểu không vệ sinh đâu. Đó, chạy ok ngon làm trên đầu. Nó quay một vòng nó kiếm đường hay sao á. Không biết sạch của nó chứ. Nó hai cái chổi có đầy đủ nè. Con này MRS1 anh em à. MRS1. Đấy. Rồi ok, chạy ok ngon lành. Đấy, giờ anh em nghiên cứu binh nha. Đó, tự vô chuồng kìa. Đó. Đó, nó tự vô chuồng anh em. Sạc
sạc này 100V luôn nha. Đấy. Gì? Chạy đâu vậy? Nó tìm bình. Tìm chỗ của nó. Tắt nút này, tắt nút trong anh em nè. À, khi mà anh em về nhà anh em bật nút on này, lên nó mới chạy nha. Rồi, con này để cho anh em chịu 050 nha. Nó cũng chạy chạy nó quá, chịu 050. 759 1050. Đó. 1050k đấy. 759 1050k anh nha. Còn mà chạy không? Thôi vậy thôi được rồi. Đó, 4 con thôi anh em ơi. Có gì chiều em sẽ quay tiếp công cụ rồi cho anh em nha. Đó, hàng em thì cũng mới về nhưng mà thực sự thì giá nó cũng rất là cao luôn em. Em nhập vô giá nó còn cao hơn cái giá em nhập ra bữa em bán một tháng nay luôn á. Đấy. Thì chịu cũng phải chịu theo cái thị trường thôi anh em ơi. Đó. Rồi thì bây giờ em xin kết thúc video ở đây. Rồi, chúc anh em một ngày mới nhiều sức khỏe ha. Hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo nha. Rồi em chào tất cả anh em ha.